sự thật đằng sau những cú nhảy lao đầu vào tuyết của loài cáo tuyết. Khi nghiên cứu về các loại cáo tuyết này, ekip đã phát hiện ra hành động này không chỉ xảy ra một lần mà lặp đi lặp lại nhiều lần và thậm chí chúng còn vùi đầu sâu vào trong tuyết. Ekip đã khá sốc và khó giải thích tình huống này của chúng. Nhưng khi quan sát kỹ thời điểm chúng ngoi lên thì ta có thể thấy chúng đang ngậm cái gì đó trong miệng. Phóng to bức ảnh, ekip hiểu chúng làm như vậy là để săn những con chuột lang đang ẩn trong tuyết.